Chào các bạn nha. Hôm nay mình được thằng em mình nó cho một trái đu đủ nè. Ăn trộn gỏi hoài cũng ngán. Bây giờ mình đi làm dưa mắm. Làm dưa mắm đu đủ thì ăn rất là giòn, ngon hơn dưa mắm dưa leo các bạn. Bây giờ mình gọt vỏ xong cái mình đi bào nó. Ở trong nó chín mà nhưng mà nó không có mềm á các bạn. Sau khi bào xong thì mình đi rửa hai ba nước cho nó sạch đấy các bạn. Rồi để cho nó ráo nè. Bây giờ mình bỏ vô trong cái thau mình ướp với muối. 1 kg đu đủ thì mình ướp 100 g muối ha. Cái này 2 kg thì mình ướp 200 g muối nè. Mình rửa sạch vậy đó, tại vì mình ướp xong thì mình không có rửa lại, mình chỉ vắt nước cho nó khô thôi. Thấy nó đầy vậy chứ chút xíu muối nó sẽ xèo xuống đó các bạn. Rồi sau khi mình trộn muối vô xong thì mình lấy gỗ lấy gì đó đậy lại cho nó sạch sẽ ha. Đó, trong 2 tiếng sau thì cái dưa mau dưa đu đủ mình nó xèo xuống vậy nè các bạn, còn có nhiêu nè. Rồi giờ mình vắt cho nó khô. Vắt khô thì chúng ta chuẩn bị cái thau nước đá cái ta ngâm vô cho cái đu đủ mình nó giòn các bạn. Ngâm lạnh vậy đó, nó giòn, tại vì lúc mình ngâm muối nó mềm rồi. Bây giờ mình chuẩn bị cái nồi, mình đổ đường vô. 100 g nước mắm thì 200 g đường ha. Rồi giờ mình bỏ đường vô cái nồi nè, chế chút xíu nước vô. Rồi nhớ là mình cho nó sôi tự nhiên đi, mình đừng có thục đũa, thục muỗng gì vô mình quậy ha. Vì mình quậy nó sẽ bị lợi đường. Mình để gì đó mình lắc lắc nó là chút xíu nữa nó tan ra hết rồi. Khi nào đường tan hết thì mình mới lấy đồ mình quậy nữa các bạn. Lúc trước mình không biết á, mình quậy nó bị dính đũa dính nồi tùm lum, mà bây giờ biết cách rồi, giờ mình tan hết mình mới quậy nè. Quậy tới khi nào đường mình nó trở thành màu cánh gián là mình được nha các bạn. Nãy đường thì 200 g thì chúng ta đổ phân nửa vô chúng ta thắng nước màu vậy thôi. Chút xíu nữa nó tan xong cái màu được cánh gián thì mình mới đổ thêm đường với nước mắm vô ha. Tại vì nè đu đủ mình ngâm muối nó mặn sẵn rồi, mình phân nửa nước mắm là 2 phần đường vậy đó các bạn. Khi nào ta thấy cái màu cánh gián thì chúng ta mới đổ nước mắm vô. Vậy là được nè các bạn, đổ nước mắm vô ha, rồi sau đó ta đổ số đường nãy còn dư lại nè, đổ vô chung luôn. Rồi quậy lên cho nó tan. Cho nó tan hết đường rồi chúng ta tắt lò ha. Không nên để sôi lâu quá nó sẽ bị kẹo lại lợi đường các bạn. Rồi mình tắt lò xong thì mình để nguội nè. Rồi lúc này mình đem đu đủ đi vắt cho khô nè. Rồi sau khi đường mình nước mắm với đường nó nguội thì chúng ta đổ cái đu đủ vô chúng ta trộn đều lên. Trộn đều lên rồi chúng ta sẽ cất đậy nắp lại. Để đó lâu lâu chúng ta lại trộn nó lên cho nó đều. Rồi đu đủ mình để một đêm tới sáng nó thấm rồi nè các bạn. Rồi chúng ta chuẩn bị 1 củ tỏi với vài trái ớt ha. Chúng ta ăn cay thì chúng ta để nhiều, ăn không cay để ít. Rồi chúng ta lột sạch sẽ, chúng ta sắc lát bột mỏng đem phơi nắng nha. Phơi cho nó ráo nước đó các bạn, để không thôi còn nước nó sẽ bị mốc cái dưa mắm của mình ha. Sau khi mình phơi nắng vô nè, giờ mình đổ vô trong cái dưa mắm của mình trộn đều lên. Hôm nay thì dưa mắm mình là ăn được rồi đó các bạn. Các bạn nào muốn ăn thì ăn, còn không ăn thì chúng ta bỏ vô cái keo ta đậy kín lại để tủ lạnh ăn mấy tháng cũng không hư cho nha các bạn. Vì mình làm nhà nó sạch sẽ, nó không có bị mốc bị gì trơn, mình kỹ nữa ăn rất là ngon luôn, rất là vừa miệng luôn. Nếu các bạn nào muốn ăn thơm mùi giống dưa mắm thì chúng ta để cái mắm vô, mình mua mắm cá sặc hoặc là cá linh cá gì đó, mình nấu chút xíu mắm cho nó kẹo kẹo cái mình tưới vô mình trộn đều nó lên cho nó thấm
thì ăn rất giống dưa mắm luôn các bạn. Còn nhà mình thì chế nước mắm vậy là được rồi đó các bạn, cái mùi nó cũng thơm, nước mắm ngon á, ăn cũng ngon lắm các bạn. Các bạn thử làm cho gia đình mình ăn đi ha, rất đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Chúc các bạn thành công nha, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.